cho phương trình trùng phương nè, ABC là các điểm cực đại cực tiểu của nó, G là trọng tâm. Thì muốn làm cái được bài này á thì phải tìm được điểm A, điểm B, điểm C có tọa độ xy. Thì bước đầu tiên tính đạo tập xác định đi nè, D bằng R khỏi viết, y phẩy bằng 4 x mũ 3 trừ cho bao nhiêu, 8 x chốt chưa, sau đó cho y phẩy bằng bằng 0, bấm máy tính ra coi. Vậy mình sẽ có x bằng mấy, x bằng 0 nè, x bằng mấy nữa, cộng trừ căn 2 đúng không, căn 2 nè, trừ căn 2 nè, chốt chỗ này chưa, hoặc nha, đây ký hiệu hoặc. Sau đó các bạn thế vào y để tìm ra được cái y của, thế vào y đi, bấm máy tính y chang cái này. Ba trừ một. Chốt chưa? Vậy mình sẽ có 3 điểm là không cần biết ở đâu là điểm cực đại cực tiểu luôn, không cần thiết. Điểm A cho có tọa độ 0, 3, tiếp điểm B tọa độ căn 2 trừ 1, điểm C trừ căn 2 trừ 1. Muốn tính trọng tâm, nhớ là công thức đi, muốn tính trọng tâm của một tam giác thì lấy hoằng chia mấy trọng tâm, trung điểm là chia mấy, 2, còn trọng tâm mấy điểm, nhìn vô mấy điểm thì chia cho 3, tương tự tung chia 3, 3 cộng trừ 1, cộng trừ 1, tất cả chia 3, rồi lấy máy tính bấm thôi. Có kẹp không? Nhớ công thức.